Rồi, xin chào toàn thể tất cả các anh em Yên Thanh nha. Hôm nay mình quay lại với kênh channel bán hàng của mình, thì mình muốn giới thiệu và chia sẻ cho anh em một cái sản phẩm mới ở bên mình. Cuối năm có một sản phẩm mới là đó là bộ server music. Nhiều anh em trước đó hay hỏi có bán server music không, thì mình cũng ít bán tại vì server music mình đang hướng đến một con DB3 thôi là chính ha. Hôm nay thì mình tìm được cái bộ server music. Thì server music thì bắt buộc các bạn phải có là cái con DAC trước đó rồi nha. Con này chỉ nó quản lý cái ổ cứng của các bạn nha, để nó quản lý dữ liệu nhạc của chúng ta ha. Thì nó sử dụng phần mềm Volumio, chắc nhiều anh em cũng đã nghe cái phần mềm đó rồi ha. Thì mấy bộ server music thường thường đa số nó tích hợp luôn cái phần mềm Volumio cho chúng ta. Thì cái Volumio thì nó hay ở chỗ nó có tính năng upstanding luôn nha anh em. Có tính năng upstanding luôn, thì ví dụ như các anh em có những cái file mà 44.1 á, tự động nó đẩy lên 32 bit luôn. 32 bit nó ra 786 kHz luôn. Đó. Thì đối với cái mấy con DAC của chúng ta nó có đồng hồ báo á, trên cái display nó báo á, thì nó sẽ báo thông số ở đó cho chúng ta biết nha. Còn mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách setup thì trên cái video clip tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ đập hộp và mình kết nối vô thẳng luôn, rồi mình sẽ test nhạc cho anh em nghe thử những cái tiện lợi của nó nha. Ok. Thì ở đây á, thì đây ở đây là con B4 ha. Nó có tên là Raspberry ha. Raspberry B4 computer, nghĩa là các anh em nhiều anh em chắc chắn là hình dung là cái này là một cái máy tính PC nhỏ. Thực chất nó cũng là một cái máy tính PC, nhưng mà mình không cần dùng cái màn hình ha, khỏi cần cắm màn hình mình chỉnh hết, mình chỉnh trên cái điện thoại thôi. Tí xíu nữa mình chỉ anh em, tí xíu nữa mình sẽ kết nối với cái điện thoại và mình điều khiển được cái con này thôi qua cái phần mềm Volumio ha. Thì cái con B4 này thì nó được sản xuất ở UK nha anh em. Đó, Made in UK. Đây, ngay ngón tay cái của mình đang chỉ nè. Đó, em chọn mình nè, Made in UK nha. Đó, con này sản xuất tại Anh nha, UK là nước Anh đó. Rồi đây, mình mở hộp cho anh em coi. Thì đối với cái máy không á, thì họ bán cho mình cái men. Cái vỏ thì mình mua riêng. Đó, đây là cái men ha. Đây là cái main chúng ta. Đó. Thì nó có gồm có 4 cổng USB, 2 cổng 2.0, 2 cổng 3.0, cổng này cổng LAN. Các bạn cũng không cần cắm cổng LAN chi. Con này nó tích hợp luôn Wi-Fi rồi. Tí xíu nữa mình sẽ cắm vô, mình mở nguồn lên là mình mở cái điện thoại nó ra là mình sẽ thấy được cái Wi-Fi của nó. Mình vô cái phần Wi-Fi trên cái điện thoại của mình đó thì mình sẽ thấy được cái biểu tượng Wi-Fi của nó. Mình vô đó, mình set up cái Wi-Fi của ở nhà mình cho nó thì nó sẽ hiểu ha. Rồi. Thì đây mình cho các bạn coi đơn sơ ha. Dưới đây là cái thẻ nhớ đây đó, cái thẻ nhớ này là nó chứa cái dữ liệu phần mềm Volumio để nó chạy trên cái main này nha, để nó quản lý dữ liệu nhạc của chúng ta. Thì ở đây bắt buộc các bạn là phải có cái con DAC cắm vô cái ổ 2.0 này nha. Còn đây cắm ổ cứng ổ nào cũng được hết đó, các bạn có thể cắm hai con DAC, ba con DAC, bốn ba con DAC vô cũng được ha. Một cái ổ cứng vô các bạn có thể rồi xong trên Volumio nó sẽ nhận được, nó sẽ tự động nó nhận dạng được con DAC của chúng ta. Chúng ta chọn đúng cái mã DAC của chúng ta để chúng ta chơi thôi ha. Đó, rất là tiện lợi cho đó. Đây là cái main nó rất là chắc chắn nha. Main này hoàn toàn là của nước Anh nha các bạn. Đây, cái main nó đóng dấu luôn, Made in UK luôn ha. Made in the UK, con này nghĩa là cái main này sản xuất ở nước Anh nha. Ok, đó là cái main. Còn hãng thì nó bán cho chúng ta cái main thôi, còn cái vỏ chúng ta phải mua riêng. Đó, thì ở đây thì shop của mình bán thì mình bán luôn cả bộ cho các anh em chơi luôn. Mình gắp thẳng cái vỏ cho anh em luôn. Đây là cái vỏ nha. Vỏ thì chúng ta nó cho chúng ta up vít luôn đầy đủ, mình mua cái vỏ nguyên luôn rồi ha. Đó, mình set up nguyên bộ này mà chọn bộ luôn cho anh em chơi á là 2,5 triệu nhanh nha các bạn. Con này thì là B4 RAM nó là 2GB nha. Đây, mình xin lỗi, RAM nó 2GB. Dư sức chạy mấy ổ cứng 344T nha. RAM 1GB cũng được, chạy được ổ 4T cũng dư sức. 2GB thì cho nó chạy mạnh hơn tí thôi, cái vấn đề gì đó. Đây là cái vỏ hộp của nó. Thì mình sẽ bóc cái hộp nó ra. Thì mình bóc cái hộp nó ra xong mình bỏ cái men này vô đây ha. Tí xíu nữa mình bóc cái hộp nó hay cứng, trên nó còn con ốc nữa. Chút xíu mình mở ra. Rồi xong sau đó mình bỏ cái men nó vô cho anh em coi ha. Rồi ok. Rồi mình đã ráp xong cái máy B4 ha, rất là gọn trên tay. Nói chung là nó bằng nó vừa cầm vừa tay luôn ha, giống như một cái hộp thuốc lá thôi. Đơn giản, gọn. Đó, nó giúp chúng ta thay thế cái máy tính, chúng ta không phải cần phải ngồi trên máy tính mà điều khiển nhạc, chúng ta chỉ cần cái điện thoại chúng ta kết nối là xong, với nó là xong ha. Đó là một cái server music ha. Ngoài ra cái con này nó sinh ra được tính năng AirPlay luôn nha các bạn. AirPlay thì chỉ có trên iPhone mới có thôi nha. Tí xíu nữa mình test luôn cái tính năng AirPlay đó ngay chỗ này nè.
các bạn kéo màn hình dưới lên nó có đến AirPlay chỗ này nè. Đó, ở nhà các bạn có AirPlay tự động nó sinh ra cái AirPlay, nó đóng giếm như nhà mình có xài một cái thiết bị AirPods Express hay không, tự động nó sinh ra cái AirPlay. Tí xíu nữa cái này cũng nhận giống giống. Tí xíu nữa mình cắm vô thì kết nối điện vô á thì tự động nó sinh ra cái AirPlay ngay chỗ này luôn ha. Đó, nó sẽ thêm một dòng nữa. À, thì những cổng kết nối các bạn chỉ quan tâm mấy cổng này thôi nha. Cổng này cổng LAN, nhưng mà các bạn nhà mà chúng ta thiết bị chúng ta gần cái modem á, các bạn cắm dây mạng vô luôn thì nó kết nối nó sẽ nhanh hơn là wifi ha. Luôn luôn dây chắc chắn nó tải đường truyền nó nhanh hơn là wifi rồi. Nhưng mà giờ chắc ai cũng ít dùng dây, đa số dùng wifi là chính ha. Thì mình xin nói lại nha. Thì đối với bốn cái cổng USB này chúng ta có thể kết nối với DAC nè ha. Kết nối DAC vô, kết nối ổ cứng vô nha. Đó, lỗ nào cũng được hết. Chắc DAC thì chắc các bạn kết nối ổ màu đen thôi, cổng màu đen thôi nha. Thì DAC thường thường nó hỗ trợ USB có hai chấm thôi, còn ngoài ra cái ổ cứng thì nó sẽ tùy theo ổ cứng bây giờ đời mới thì nó sẽ hỗ trợ USB 3.0 này ha. Thì các bạn cắm lỗ màu xanh rồi vậy thôi. Còn ở phía bên hông này thì ở đây thì nó xài cái cổng nguồn chuẩn của Type-C. Đây là chuẩn Type-C nha. Còn hai cổng micro USB này là không phải là cổng micro USB sạc điện thoại nha các bạn. Hai cái cổng này là cổng HDMI đó nha. HDMI kiểu micro đó nha. Thì chúng ta kết nối với màn hình TV chúng ta điều khiển, nhưng mà chúng ta chỉ điều khiển trên điện thoại thôi, chúng ta không cần dùng cổng HDMI để làm chi. Rồi cổng này xuất âm thanh 3.5, chúng ta cũng không cần dùng cái này ha. Cầm chấm cho tai nghe thôi đó. Rồi như vậy thôi ha. Rồi mình sẽ kết nối giờ đây là thẻ nhớ mình gắn sẵn ha. Rồi ok, mình sẽ review cho các bạn xem thử nha. Mình sẽ test nhạc cho các bạn xem thử. Rồi sau khi mình đã kết nối vào cái hệ thống nguồn điện của mình ha, thì ở đây thì chắc chắn rồi ha, thì mình xài ở đây thì mình xài cái nguồn tuyến tính của mình ha. Còn các bạn mua thì chắc chắn là xài bằng cái cục nguồn là kiểu giống như cục nguồn của điện thoại vậy đó, nhưng mà mình sẽ lựa cho các bạn nguồn 5V 3A trở lên nha, thì nó mới nhận được cái ổ cứng ha. Rồi đây mình đã kết nối điện xong, mình mở xong là tự động mình vô cái phần cài đặt wifi trên máy điện thoại của mình nè ha. Các bạn cứ vô phần cài đặt ha, vô phần wifi trên điện thoại là tự động nó, các bạn sẽ thấy nó sẽ sinh ra một cái wifi có tên là Volumio, thấy chưa? Đó, các bạn click vô các bạn chọn nó thôi. Rồi mật khẩu thì mình sẽ đánh cái mật khẩu nha. Mật khẩu này mình sẽ cung cấp cho các bạn sau, nó cũng dễ lắm. Rồi mình kết nối xong rồi nè, giờ mình chờ nó kết nối. Các bạn cố gắng kết nối được nó nha, khi mà kết nối được nó thì chúng ta sẽ chơi tốt hơn. Rồi, đây mình chờ nó kết nối ha. Cái khi mà kết nối xong á, nó sẽ chuyển sang cái độ này cho mình luôn nha. Đó, rồi cái nhiệm vụ thứ hai thì các bạn bấm vô chỗ này. Đây mình sẽ hướng dẫn trên cái clip này luôn cách kết nối. Cái này là nó chỉ kết nối, nó chưa kết nối wifi ở nhà các bạn nha. Bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta cần là cho nó kết nối cái wifi ở nhà các bạn. Thì cái kết nối wifi nhà các bạn như thế nào, các bạn bấm vô cái hình bát răng này nè ha, trên cái màn hình này. Rồi ha. Rồi bây giờ trước hết là mình con này nó đang đặt ở chế độ tiếng Anh. Con này nó có tiếng Việt nữa nha các bạn. Ok, mình sẽ set lại tiếng Việt cho nó, cho các bạn dễ đọc hơn nha. Ok, chờ mình tiếp, mình sẽ set lại cho nó tiếng Việt nha. Trên cái phần mềm Volumio này á thì nó rất là hỗ trợ chúng ta rất là nhiều ngôn ngữ nha. Thì cái mình set lại cái tiếng Việt của nó là vô phần này app race nè ha. Cũng như đây. Select language nè, thấy không? Các bạn chọn vô ngôn ngữ tiếng Việt. Nó rất là nhiều ngôn ngữ trên thế giới luôn. Có tiếng Việt thì mình xài tiếng Việt thôi, tội gì mình xài tiếng Anh thì nó mệt, đọc cũng mệt. Rồi xong, chờ xíu nó đổi giao diện ra, không hoàn toàn là ngôn ngữ tiếng Việt hết. Rồi bây giờ cái thứ hai nó quan trọng nhất là chúng ta vô cái phần mạng này nha. Đó, rồi ở đây á thì nó sẽ đây cái phần này chúng ta online tình trạng mạng. Ok, giờ mình sẽ set lại cho nó đây cái kết nối mạng không dây thì nó sẽ nhìn thấy. Chúng ta kéo xuống đây nè ha, thì nó sẽ quét, nó sẽ kéo chúng ta đây kết nối mạng không dây. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải chọn được cái mạng ở nhà chúng ta nha. Ví dụ như đây là mình sẽ chọn cái mạng ở nhà mình nha. Đây rồi ok, mình sẽ bấm cái mạng điện cái password nhà mình. Ok rồi, nó đang khởi động lại nè, thấy không? Đó, đang ghi khởi động lại mạng nè, không dây. Rồi ok ha. Rồi nó đã kết nối được mạng ở nhà mình rồi đó nha các bạn. Rồi ok, mật khẩu cũng đúng luôn rồi.
Rồi mình cho nó kết nối mạng cho mình. Rồi nó kết nối được thì nó sẽ dăng ra ha, và nó sẽ kết nối lại cái mạng ở nhà chúng ta. Rồi thì hộ chúng ta chờ một chút xíu thì nó sẽ qua được cái phần mềm bên đây. Rồi khi nó đã kết nối được mạng nhà mình xong rồi nha, đây khi các bạn đã kết nối được mạng rồi nó sẽ nhận lại cái mạng ở nhà chúng ta luôn. Đây đang xài cái mạng nhà ở nhà tôi nha. Và các bạn đừng có quan tâm tới cái phần cái Volumio ở trên đây, nếu mà nó xuất hiện nha, chắc chắn nó không xuất xuất hiện nữa đâu, tại vì nó đã kết nối thành công với cái mạng ở nhà của chúng ta rồi ha. Rồi bây giờ thì nó sẽ có hai trường hợp. Bây giờ nó có hai trường hợp cho chúng ta lựa chọn. Thứ nhất á, là các bạn sử dụng điện thoại iPhone á, thì cái phần mềm Volumio này nó bán nha 45.000 ha. Còn các bạn mà không có tài khoản mua, các bạn mua khó khăn quá thì các bạn cứ vô cái đường link như Safari nè ha, vô đường link bấm chữ volumio.local ha, là tự động nó sẽ tìm được cho chúng ta thôi. Đây bấm vô đây đó, đây nó sẽ nhận được cái con bi 4 của chúng ta ha. Rồi nếu như các bạn có cái phần mềm mà đây nó nhận được rồi nè, đó các bạn vô thấy là nó xuất hiện rồi ha. Còn nếu như các bạn mua được cái app Volumio trên điện thoại iPhone thì quá tuyệt vời, chúng ta vô hẳn luôn nó sẽ nhận đây nè, đó nó nhìn thấy nè, đó không bấm vô thôi đó. Thì cái phần mềm Volumio này chúng ta vô cái đường link ấy, thì nó cũng như nhau thôi, còn trên cái app chúng ta vô nó lẹ hơn là trên cái đường link đó, nó như vậy thôi. Rồi ở đây ấy, thì mình sẽ có những cái lựa chọn như thế này, thì mạng này mình đã kết nối xong rồi, và bây giờ mình sẽ lựa chọn trình chơi nhạc. Đây là trình chơi nhạc thiết bị đầu ra nè, thì các bạn cắm cái con đát vào thì nó sẽ nhận ha. Ok, để mình cắm cái con đát của mình vào nha. Rồi mình đã cắm cái con đát của mình vào rồi ha, thì ở đây thì mình xài cái con đát lớn, cái con đát bự này nè, đó đắt một cái màu bạc của mình đó. Rồi mình cắm vô. Rồi ok, bây giờ trước hết là mình coi cái điện thoại của mình ha. Quay lại cái điện thoại. Thì ở đây bắt buộc mình đây mình vô lại nha. Vì các bạn phải vô phần cài đặt nha. Cài đặt ở dưới đây nè, cái hình bánh răng này nha. Rồi các bạn vô phần lựa chọn trình chơi nhạc bấm vô đây. Thì thiết bị đầu ra, các bạn quan tâm phần này nè, bạn bấm vô đây. Thì nó sẽ nhìn thấy cái con đát của các bạn đây. Mình cắm con đát như nào. USB Audio DAC thì mình phải chọn cái này nha. Nhớ nha các bạn. Các bạn đừng có mở cái i2s đát này lên thì nó sẽ bị mất cái tính năng này nha. Các bạn không cần mở này đâu. Không, cái này không cần mở đâu, các bạn off đi ha. Rồi, các bạn lưu lại cho mình cái phần này nha. Rồi, lưu lại thì nó sẽ bấm chữ đang khởi động lại. Đó, cho nó chạy hết cái cây thanh đó là ok. Rồi. Rồi ha, là nó đã nhận đát của chúng ta ha. Rồi, còn cái điều quan trọng tiếp theo đây nè. Chế độ chơi DSD, các bạn chọn chế độ chơi DSD trực tiếp nha. DSD cường độ âm thanh tự động. Các bạn mở on lên nha. Âm lượng tiêu chuẩn thì các bạn mở on lên luôn. Này để yên đi. Này để yên luôn nha. Chế độ playback liên tục. Ok, chế độ playback liên tục là các bạn cứ bấm playback, có nghĩa là các bạn chơi nhạc liên tục luôn, nó không có bị dừng hết bài này qua bài khác ha. Ok, lưu lại luôn. Rồi, nó đang tùy chọn lại ha. Rồi, cái phần đây. Tùy chỉnh chế độ mixer BCM. Chúng ta để cái này BCM nha. Âm thanh khởi động 5 giây ha. Thì các bạn chọn âm thanh khởi động, khi mà cần cắm vô con đát á, thì nó sẽ báo cho chúng ta, khi mà cắm vô loa á, thì nó sẽ báo ra tiếng cho chúng ta biết ha. Độ âm thanh tối đa 70 thôi, này đừng đụng vô. Chế độ âm lượng phần mềm thì chúng ta sẽ để tự nhiên đi nha. Rồi kiểm tra bằng thiết bị, rồi lưu lại ha. Rồi ở đây thì nó có chức năng đây, cài đặt tần số lấy mẫu âm thanh. Các bạn mở lên, cái phần này quan trọng nè. Cài đặt tần số lấy mẫu âm thanh, nó mở lên nha. Rồi tác động đến bit thì các bạn, quan trọng với con đát của các bạn là bao nhiêu bit thì các bạn chọn bấy nhiêu bit. Ví dụ như con đát các bạn 24 bit là tối đa, thì các bạn chọn 24 bit thôi nha. Các bạn, dù đát các bạn 32 bit là vậy nào, vào những đát chơi được file DSD, các bạn cũng mua đát thì các bạn lưu ý cái đọc cái thông số cho kỹ nha, để biết cái đát mình đát gì. Thì ở đây cái đát của mình là sử dụng 24 bit thì mình sử dụng 24 bit, là tự động những cái file mà 16 bit là tự động nó up lên 24 bit luôn. Đây, tác động đến stem red. Đây chúng ta vô cái này. Đó, thì con đát của mình nó chơi được tối 24 bit thì nó chơi được tối đa 192kHz, mình chọn 192kHz nha. Ví dụ như con đát của các bạn chơi được 768kHz thì cứ chơi 768 nha.
thì đang chậm, mình chọn 192 đúng tiêu chuẩn con đát của mình rồi. Như những ví dụ như những con đát mà chơi được disc đi 512 25 đi 512 256 gì đó là các bạn chọn vô đây, bit nó cho bạn quốc chọn cho mình là 32 bit luôn nha. Là những cái file nhạc nào là nó đều convert về file 32 bit hết, các bạn nghe rất là hay nha. Rồi. Còn ở đây các bạn file mà 32 bit thì các bạn chọn tối đa cho mình luôn 768 thì các bạn lúc đó các bạn cái con đá của các bạn có đồng hồ, các bạn nhìn các bạn sẽ thấy ha. Thì ở đối với con đá của mình ở đây thì mình sẽ không có đồng hồ báo, thì mình sẽ làm một cái bit clip cụ thể tiếp theo ha. Mình sẽ nói sơ chỗ này thôi. Rồi ở đây thì mình chọn thay đổi âm thanh chất lượng thuật toán, mình để rất cao luôn nha. Rồi mình lưu lại, ok. Rồi như vậy thôi. Rồi đối với cái con này các bạn cắm ổ cứng vô nó sẽ quét nhạc. Trong lúc là nó quét nhạc á thì nó quét một lần một thôi ha. Rồi chúng ta có thể play nhạc chúng ta chơi bình thường nha. Thì nó sẽ xuất hiện vô, chúng ta vô phần đất nhạc ha. Nó sẽ xuất hiện album thể loại nhạc thư viện ngay chỗ này cho chúng ta nha. Thì ở đây thì mình chưa có cắm ổ cứng, bây giờ mình sẽ cắm cái ổ cứng vô ha. Ổ cứng thì các bạn cắm ổ bao nhiêu tê cũng được hết, nó cũng đọc được hết nha. Ổ càng nhiều thì đọc càng lâu, ít nhất từ 15 cho đến nửa tiếng ha, tùy theo cái tê của ổ cứng của các bạn. 4 tê thì đọc sẽ lâu hơn, còn mà tê nhỏ thì cỡ 1 tê đọc mấy trăm ghi chắc đọc một phát lẹ lắm ha. Nó đọc một lần thôi là nó sẽ nhớ rồi nha, không cần đọc lần thứ hai nữa. Chúng ta lúc đó chúng ta cũng không cần tắt điện chi nữa, chúng ta để điện luôn, giống như cắm điện vậy đó. Tê ơi, còn tê mở về chúng ta là server music, giống như cái modem wifi của các bạn vậy thôi. Bạn hình dung nó giống như một cái modem vậy đó ha. Rồi ok, mình sẽ cắm ổ cứng vô mình play nhạc các bạn nghe thử nha. Rồi, mình đã cắm cái ổ cứng mình xong vô nha, nó đang quét nè. Thì cái biểu tượng quét nó nằm ở chỗ này các bạn thấy không? Đó nó đang quay nè ha. Rồi mình muốn kiểm tra nó quét tới đâu thì các bạn vô phần cài đặt nha, luôn luôn vô phần cài đặt. Cái bánh răng của nó là dưới đây nè ha. Rồi vô chữ nguồn là sao, nó lấy từ nguồn nhạc ở đâu xuống đây. Nó liệt kê danh sách các nhạc của tôi nè ha, trong các cái nhạc của các bạn trong ổ cứng á thì nó đang quét nè, bao nhiêu cái album xuất hiện hết luôn. Đó, bao nhiêu bài hát nó xuất hiện luôn. Thì nó chưa quét xong nha, khi mà nó quét xong thì nó sẽ báo chúng ta biết. Thì ở đây ngoài ra mình sẽ nói thêm cái phần mềm này nữa. Trong cái phần mềm Vlumio này nó hay ở chỗ này nữa, nó có cái đĩa cứng mạng, có nghĩa là các bạn nào dùng những cái thiết bị mà ổ NAT á, đây bạn bấm thêm đó thì nó sẽ tự động nó tìm được cái IP cái ổ NAT của các bạn nha. Thì ở nhà mình thì mình không có xài cái ổ NAT đây nè. Ví dụ như nó tìm không ra cái NAT, cái IP NAT thì các bạn nhập cái IP NAT vô thì tự động nó sẽ tìm ra thôi ha. Đó, khi tìm ra bấm tab với bấm lưu lại ha, thì nó sẽ stream nhạc từ cái ổ NAT của chúng ta luôn. Đó, ổ NAT là những cái ổ cứng wifi á ha. Ở đây thì mình xài ổ cứng cơ cắm vô máy mình xài nha. Nó đang quét thì mình trong quá trình quét mình chờ thôi. Thì ở đây đây rồi, khi mà các bạn vô phần cài đặt nè, bạn vô lại cái hình nốt nhạc, khi nó quét xong thì nó sẽ xuất hiện như vậy ha. Và bạn vô hình nốt nhạc đây. Rồi nó có tính năng stream nhạc từ Spotify vô được nha các bạn. Thì ở đây mình chút xíu mình nói sao. Đây, các bạn vô cái thư viện nhạc nè. Các bạn vô cái thư viện nhạc đây thì nó sẽ nhận cái ổ cứng USB của chúng ta ha. USB là cái ổ cứng của chúng ta đó, các bạn có thể cắm nhiều ổ cứng cũng được. Ủa sao nó mất tiêu rồi, đây nó đang kết nối lại đây đó, thì nó sẽ xuất hiện những cái album ở đây cho chúng ta luôn nha. Đó thì ổ mình bao nhiêu thì nó xuất hiện ở chỗ này ha. Đó, nó như vậy thôi. Thì chờ nó quét hết thì nó sẽ xuất hiện được nhiều hơn. Mình kiểm tra là coi nó quét tới đâu rồi. Ủa, rồi nha. Rồi, sau khi nó đã quét xong rồi ha. Thời gian quét nó khoảng 15-20 phút rồi các bạn, cũng lẹ lắm. Rồi, ở đây mình xin nói thêm. Đây các bạn kiểm tra nó airplay như thế này. Các bạn vuốt từ màn hình dưới vuốt lên nha. Bấm vô cái biểu tượng này nè. Đó, thì nó sinh ra nè, cái airplay nè, Vlumio ha. Rồi ok, mình sẽ test hai bài test cho các bạn nghe thử nha. Con này nó cũng có luôn tính năng Spotify nha các bạn. Spotify chúng ta cài thêm vô cho nó. Cài thêm Spotify phải cái vô cái phần này, vô phần cài đặt của nó nè. Rồi vô cái phần cài đặt, bạn bật bộ vô cài đặt nha. Vô cái phần tiện ích nè. Đó. Tiện ích đã cài. Đây. Đây, Spotify, Vlumio, Spotify thì các bạn cài đặt cho nó nha. Đây bạn cài luôn đi. Đó. Thì chúng ta cài xong chúng ta nhập cái account chúng ta vô là xong thôi nha. Đây. Đó, nó xuất hiện nè, chúng ta cứ cài đặt thôi, upgrade lên cũng được nè. Tiện ích đã cài, cái này coi nó đã cài cho mình chưa? Nó đã cài cho mình rồi nè. Mình cài lại thôi.
Rồi cái này mình chọn trên cái hàng Boostify, cái hàng Blumio này nó hay ở chỗ nó cho chúng ta được cái gì ta, nó có tính năng gì ta, không không phải upstanding, xin lỗi. Rồi cái này thì chúng ta nói sau sau đi nha. Ok, bây giờ mình test nhạc cho chúng bạn cho các bạn nghe thử nha. Bài test thứ nhất thì mình sẽ test trên cái ổ cứng ha. Đây, cứ vô cái ổ cứng là thấy thôi. Đây nè, thuốc này nè. Bạn vô cái phần thư viện nè, USB nè, đó, vô ổ cứng thôi. Đó, xuất hiện đầy đủ hết. Hai mô Noel. Ok. Ok, Noel sắp tới rồi, mình sẽ nghe nhạc Noel của tụi Lasa nó làm nha. Và sẽ trình diễn trên Volumio. Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường. Mùa Noel đó anh dẫn em vào tình yêu, quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu, nhìn nhau không nói nên vì biết nói câu gì đâu. Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiêm hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông, bên nhau muôn đời anh ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm em vẫn nguyện cầu, cầu cho hai đứa yêu nhau. Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu, đời xưa mình em đứng không thấy bóng anh đâu. Nửa đêm tắt lễ bước em bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua như mộng ước cũng xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Thank you.
trượt ghé nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua như mộng ước cũng xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Rồi Noel qua như mộng ước cũng xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau. Sao đành xa rồi. Mình sẽ play thêm một bản nhạc từ AirPlay nha. Mình khai thác tính năng AirPlay của nó. Thì trước hết mình vô đây ha. Rồi, nhập cái volume vô. Rồi, xong ha. Rồi, giờ mình mở nhạc YouTube hoặc bất cứ nhạc ở đâu mình nghe cũng được thôi. Nhạc trong máy bạn, đặt điện thoại bạn có bạn nghe cũng được. Hoặc là nhạc trên YouTube online nghe luôn online. Mình chỉ khoái nghe Hoàng Thục Linh thôi. Rồi, mình bấm bài này nha. Nó đang nghe YouTube bằng AirPlay nha các bạn. Mình bô lại ha.
Rồi mình đã test xong cái bộ server zip mới của mình rồi nha. Rồi khi mà chúng ta muốn tắt máy cái con server này thì mình chỉ các bạn một khúc này ha. Thì các bạn vô phần cài đặt nè, cái gì phải vô cài đặt nha các bạn. Tắt máy, đây có chữ tắt máy hoặc là khởi động lại nha, mình chọn chế độ tắt máy nha. Rồi rồi tự máy động, máy nó shutdown giống như máy máy tính vậy vậy đó. Còn không các bạn cắm điện 24/24 cứ để luôn đi cũng được, cũng chả sao ha. Rồi nói vậy thôi. Đó, đó là mình tắt máy ha. Mình muốn khởi động lại thì mình rút điện ra, mình cắm lại tự động nó khởi động lại thì nó sẽ nhận lại được cái server cho chúng ta ha. Đó, ở đây nó đang tắt nè ha, không kết nối được, không kết nối được. Mình đã tắt máy rồi, muốn khởi động lại thì mình rút điện ra, mình cắm lại thôi. Mình rút cái cục nguồn đó, cái đó cục dây màu trắng á, rồi chúng ta cắm lại là nó đã sẽ kết nối lại thôi. Rồi ha, mình đã test xong cái con server music này ha, nó quá là tuyệt vời, hát cũng hát là ngang ngửa, hát cũng ngang ngửa máy tính đó các bạn, hay đó chứ không phải là dở đâu, tiếng nó rất là dày, âm thanh rất là tĩnh. Thì đối với cái con server music này, tại sao mình không bán trước đó, tại vì mình phải nghiên cứu kỹ coi loại nào hay ở thị trường bán, thấy tụi nó bán rất là nhiều, nó có cái nhiều con, mình thấy nó có cái quạt ở trong đây là thấy mình thấy thôi thua rồi, không là thấy thua rồi, không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Tại vì các bạn nhớ đồ điện tử các bạn chơi, đồ âm thanh mà nó có cái quạt đây, nó sinh ra nhiệt, nó sinh ra nhiễu liền, quay quay là nó nhiễu, tín hiệu nó sẽ không được sạch ha. Đó thì đó, con bi này thì nó không, mình không có lắp quạt cho nó, lắp quạt cũng được nhưng mà mình không có cần lắp quạt làm chi hết đó các bạn, nó tự nó giải nhiệt luôn 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 rồi ha, nên không cần có lắp quạt làm chi nữa. Các bạn lắp quạt vô là bảo đảm nó sẽ nhiễu liền, sinh ra tiếng nhiễu liền, tốn tiền thêm chứ không làm gì được, giải quyết được gì cho chúng ta đó. Và chúng ta chơi âm thanh, thì chắc chắn là không được cần dùng quạt ha, quạt nó sinh ra tiếng nhiễu. Còn tại vì cái con bi 4 này đó, nó là một cái bộ máy, là máy một cái máy tính thu nhỏ mini, nó có thể nó làm được nhiều công việc khác nhau nữa, không phải các bạn để các bạn nghe nhạc không đâu, ngoài ra nó còn làm những cái việc khác nhau nữa. Ví dụ như các bạn có những cái cửa cuốn tự động hay là gì đó, các bạn chép cái phần mềm vô đây là tự động nó điều khiển được cái cửa cuốn của các bạn luôn. Các bạn đi ra ngoài các bạn cần đóng cửa hoặc là gì đó, nói chung là nó setup được cái ngôi nhà thông minh cho các bạn trong đây luôn ha. Thì cái đó là cái bên bên bộ phận khác nó làm, mình không làm nó, mình chỉ chuyên về nhạc thì mình làm setup cho các bạn nghe 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 nhạc thôi ha. Còn cái đó ngoài ra chuyện là bên lề các bạn tự tìm hiểu thêm. Rồi mình xin nói lại giá bán nha, 2,5 triệu trọn bộ luôn, là mình lắp vỏ luôn cho các bạn nha, máy nè, men nè, vỏ nè, rất là đẹp ha. Bục nguồn nó nguồn Huco xịn luôn nha các bạn nha. Đó Huco xịn luôn, đúng vol đúng ampe, nó đọc ổ cứng mới lẹ ha, cáp tay xi luôn nha. Rồi đó nguyên bộ 2,5 triệu cho các bạn luôn á, hãng nó bảo hành cho chúng ta 12 tháng luôn nha, yên tâm mà xài thôi. Đó thì mình cũng nhập ở bên hãng vậy thôi, hãng nó bảo hành sao thì mình bảo hành cho các bạn như vậy thôi đó. Rồi ok, mình cũng xin kết thúc clip ở đây, xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.